Xin chào anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đang quay trở lại với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Lời đầu tiên, Biển Xanh xin kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và được gặp lại quý anh chị thì trong lòng Biển Xanh rất là vui. Biển Xanh cũng rất là cảm ơn quý anh chị quý nhà đầu tư đã luôn theo dõi và ủng hộ những video của Biển Xanh. Anh chị đã xem bao nhiêu video liên quan đến bất động sản của Biển Xanh rồi? Và ngày hôm nay thì Biển Xanh vẫn đang có mặt ở đây để chia sẻ đến quý anh chị quý nhà đầu tư những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng để đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như là để an cư lập nghiệp sớm hơn một chút nhé. Và anh chị, nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh thì hãy nhấn đăng ký kênh và nhấp vào chiếc chuông góc phải màn hình để tiện theo dõi những video mà Biển Xanh cung cấp. Và bây giờ thì Biển Xanh xin mời quý anh chị quý nhà đầu tư cùng đi tham quan sản phẩm ký gửi ngày hôm nay nhé. Vâng, Biển Xanh đang chạy đây chính là con đường nhựa Hàn Quốc hay còn gọi là đường nhựa rồng lớn quý anh chị nhé, thuộc ấp mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Hôm nay thì Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình tham quan một sản phẩm ký gửi mới nằm ngay gần với cái khu vực chợ Mỹ Hạnh Nam, ủy ban xã Mỹ Hạnh Nam, khu vực rất là đông đúc và sầm uất này. Và cái lô đất ngày hôm nay thì nó có diện tích là ngang 5 sâu 30, tổng diện tích trên sổ 150 m², trong đó thì có 100 m² là đất thổ cư, còn lại là 50 m² là đất trồng cây. Cái lô này thì nó khá là gần với mặt tiền đường nhựa Hàn Quốc này quý anh chị nhé. Và bây giờ thì xin mời quý anh chị quý nhà đầu tư đi theo Biển Xanh để chúng ta tham quan cái sản phẩm ký gửi ngày hôm nay để mình có thể xem và đầu tư hoặc là mua để mà an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Ở đây thì nhà cửa dân sinh người ta xây dựng rất là nhiều, đông đúc sầm uất, hầu như là những cái lô đất trống ở đây là không có nhiều. Nhà cửa mọc như nấm, khu vực này thì kinh tế phát triển khá là nhanh và mạnh, bởi vì là bao bọc xung quanh đây thì có rất là nhiều các cái cụm và khu công nghiệp lớn. Chính vì thế mà đổ xô một lượng lớn người lao động cũng như các chuyên gia người nước ngoài, người ta về khu vực này để sinh sống và làm việc khá là đông. Đây, khu vực này nhà cửa rất là đông quý chị nhé. Và đây chính là vị trí lô đất của chúng ta, nó nằm ở giữa hai cái nhà luôn quý chị nhé. Từ nhà này sang nhà này 5 m và dài sâu xuống dưới là 30, tổng diện tích là 150 m² và có là 100 m² là đất thổ cư, còn lại 50 m² là đất trồng cây. Và lô này là hướng đông quý anh chị nhé, rất là gần với mặt tiền đường nhựa Hàn Quốc hay còn gọi là đường nhựa rồng lớn, và gần với chợ Mỹ Hạnh Nam, ủy ban xã Mỹ Hạnh Nam. Khu vực này nhà cửa rất là đông đúc và sầm uất, cho nên là mình mua cái vị trí này để mà đầu tư sinh lời hoặc là mua để dành, mua an cư lập nghiệp thì đây là một cái điểm đến cũng khá là lý tưởng. Và giá của lô này chỉ có 1 tỷ Việt Nam đồng là bao sang tên công chứng, đóng thuế phí đăng bộ theo quy định của nhà nước, không phát sinh thêm bất cứ một chi phí nào. Nó thuộc sau ngay cái khu vực ủy ban xã Mỹ Hạnh Nam luôn quý anh chị. Ở khu vực này là ấp mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, ngang 5 sâu 30. Cái diện tích nó khá là đẹp, mình có thể xây nhà để ở, an cư hoặc là mua đầu tư thì đây cũng là một vị trí cũng rất là sáng giá quý anh chị nhé. Chỉ có 1 tỷ Việt Nam đồng là bao tất cả mọi thuế phí liên quan, không phát sinh thêm bất cứ một chi phí nào nữa. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh thấy nó phù hợp với nhu cầu của mình đang tìm kiếm, phù hợp với quỹ tài chính của mình thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy, kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi quý anh chị nhé. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúc các nhà đầu tư thì luôn là mã đáo thành công. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi nhiều clip mới nhất. Còn bây giờ Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.